Sáng ngày 21 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn Quảng Bình xác nhận có 74 hộ dân đồng loạt ký tên và đơn kiến nghị gửi thị ủy và cơ quan này yêu cầu xử lý hành vi của ông CXG, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải, thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Sự việc bắt nguồn từ thông tin ông Ngờ bị phát hiện rời nhà nghỉ Song Hải ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn ngay trong giờ hành chính và lên xe ô tô cá nhân. Tiếp sau đó, có một người phụ nữ tiến lại phía xe ông Ngờ. Ít giây sau, chiếc xe rời khỏi nhà nghỉ. Sự việc trên được người dân quay lại clip và người quay clip khẳng định rằng cả hai xuất hiện và rời nhà nghỉ Song Hải cùng nhau trên xe ô tô của ông Ngờ, làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Đáp lại các nghi vấn khi trả lời báo chí, ông Ngờ phủ nhận thông tin trên và cho hay ông chỉ vào nhà nghỉ để thăm người thân và không biết người phụ nữ xuất hiện trong clip là ai. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa thể xoa dịu sự hoài nghi từ người dân. Được biết, việc trên đã xảy ra gần một tháng qua. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn cũng đã vào cuộc xác minh và đang trong quá trình làm rõ nhưng hiện vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức. Trong khi đó, 74 hộ dân ở xã Quảng Hải tiếp tục làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận vụ việc trên nhằm rộng đường dư luận và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên về hành vi thiếu chuẩn mực vi phạm đạo đức công vụ. Nhiều người dân địa phương nghi ngờ rằng người phụ nữ xuất hiện trong clip chính là bà Hát, nữ nhân viên công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải. Một nguồn tin cho biết Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn cũng đã có buổi làm việc với bà này trước những nội dung tố cáo trên. Trước đó, dư luận địa phương cũng từng xôn xao việc ông Ngờ và bà Hát bị chính chồng bà Hát cùng một số người dân bắt quả tang vì có mối quan hệ bất chính ngay tại nhà bà Hát. Thời điểm trên, nhiều người chứng kiến và sự việc gây ầm ĩ dư luận trong một thời gian dài. Kết quả kiểm tra từ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn sẽ là câu trả lời chính thức cho những băn khoăn từ phía người dân. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống hai mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung khi đang mang thai 36 tuần. Ngoài việc xử lý tình trạng vỡ tử cung, cắt lọc, khâu phục hồi bảo tồn tử cung cho người bệnh, các bác sĩ còn phải thực hiện gỡ dính, bóc rau do sản phụ còn có tình trạng rau tiền đạo trung tâm. Đây là ca bệnh đầy thách thức về phẫu thuật. Sản phụ 41 tuổi trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, bước sang tuần thứ 36 của thai kỳ. Sau khi vào viện khoảng 1 giờ, sản phụ bất ngờ xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội và diễn biến rất nhanh. Chỉ sau khoảng 5 phút, sản phụ có biểu hiện choáng, sắc mặt tái nhợt, tim thai giảm thấp, huyết áp không đo được. Lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo các bác sĩ chuyên ngành sản khoa gây mê hồi sức, hồi sức tích cực chống độc, sơ sinh và ngoại nhi ngay lập tức phối hợp cùng xử trí bệnh nhân. Ca phẫu thuật được tiến hành gấp rút. Chỉ vài phút sau, bé trai chào đời với cân nặng 2,7 kg được các bác sĩ nhi sơ sinh thăm khám ngay tại phòng mổ và chuyển sang khoa nhi sơ sinh để tiếp tục điều trị theo dõi. Thách thức lớn nhất đối phẫu thuật viên trong trường hợp này là kiểm soát tình trạng chảy máu, làm sao để không gây chảy máu ồ ạt đe dọa đến tính mạng sản phụ. Quá trình phẫu thuật, sản phụ được truyền 4.000 ml khối hồng cầu vào huyết tương tươi đông lạnh. Ngày 20 tháng 11, một lãnh đạo xã Ea Kunik, huyện Krông Park, Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc thương tâm sau khi hai cháu nhỏ ăn thịt cóc. Bố mẹ đi vắng, anh trai 11 tuổi làm thịt cóc để ăn cùng với em gái 5 tuổi thì bị ngộ độc, người anh tử vong, còn người em đang điều trị tại bệnh viện. Thông tin ban đầu, trưa 19 tháng 11, do bố mẹ đi vắng, bé trai 11 tuổi tự nấu thịt cóc cho mình và em gái 5 tuổi cùng ăn. Sau ăn, hai anh em có biểu hiện khó thở, tím tái, được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong vào tối cùng ngày, còn người em gái đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Được biết, gia đình của các nạn nhân đều rất khó khăn. Chuyên gia khuyến cáo thịt cóc, đặc biệt là trứng cóc, chứa độc tố rất mạnh. Vì vậy, người dân không nên sử dụng thịt cóc làm thực phẩm, tránh hậu quả đáng tiếc. Trường hợp không may ăn nhầm hoặc phát hiện có dấu hiệu ngộ độc, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Năm học 2024-25, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển thành công hơn 1.000 tân sinh viên hệ chính quy. Đây là năm đầu tiên học viện đạt gần 100% chỉ tiêu đặt ra. Điều này chứng tỏ uy tín của nhà trường cũng như vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân đang ngày càng được chú trọng. Thông tin trên mới được Giám đốc Học viện đưa ra tại lễ kỷ niệm 42 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, năm học 2024-2025, Học viện đã tuyển sinh thành công, trong đó tuyển sinh trình độ đại học gần 1.100 sinh viên, 299 học viên sau đại học. Đây là năm đầu tiên đạt gần 100% chỉ tiêu đặt ra. Học viện cũng đã tổ chức ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm cho các tân bác sĩ, dược sĩ và đã có trên 20 bệnh viện, công ty với gần 800 vị trí làm việc được giới thiệu cho tân bác sĩ, dược sĩ. Những con số này cho thấy ngành y dược học cổ truyền đang là lựa chọn của nhiều sinh viên, đồng thời khẳng định được uy tín, vị thế của cơ sở đào tạo chuyên sâu về y dược học cổ truyền trong nước và khu vực.
Cũng theo ông Huy, thời gian qua, học viện đã hoàn thành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành dược học, hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chuẩn bị tập trung nhân lực, hồ sơ đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo ngành y học cổ truyền, ngành y khoa, ngành thạc sĩ y học cổ truyền trong đầu năm 2025 và sẽ đánh giá ngoài tất cả các chương trình đào tạo còn lại ngay sau đó. Tại buổi lễ, mạng lưới cựu người học là tổ chức của cựu học sinh, sinh viên, học viên đã từng học tập các chương trình đào tạo của học viện qua các thời kỳ cũng được ra mắt. Mạng lưới này nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và làm cầu nối giữa các thế hệ người học, đồng thời huy động các nguồn lực từ cựu người học, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển của y dược học cổ truyền Việt Nam. Thời tiết thay đổi, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn, cùng với đó là tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài suốt thời gian qua, khiến sức khỏe của nhiều người, nhất là người già và trẻ nhỏ bị ảnh hưởng. Tại một số bệnh viện, khoảng một tháng trở lại đây, lượng bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến hô hấp đến khám có xu hướng tăng. Bác sĩ cho biết, môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, do vậy việc chủ động bảo vệ đường hô hấp trong giai đoạn thời tiết như hiện nay là vô cùng quan trọng. Cảnh báo ô nhiễm không khí kéo dài gây hại cho sức khỏe trong phóng sự sau sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2024, Hà Nội đã ghi nhận 4 đợt ô nhiễm không khí nặng, trong đó 3 đợt từ tháng 1 đến tháng 4 và 1 đợt vào đầu tháng 10. Thời gian ô nhiễm tập trung từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Nguyên nhân khách quan là vào mùa đông miền Bắc, các điều kiện khí tượng bất lợi như lượng mưa thấp, trời lặng gió, nghịch nhiệt nên bụi mịn không khuếch tán được gây ô nhiễm chất lượng môi trường không khí. Trước đó, kết quả quan trắc giai đoạn 2022-2023 cho thấy bụi mịn PM2.5 trung bình năm tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên đều vượt quy chuẩn. Các chuyên gia y tế cảnh báo, thời tiết thay đổi, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn cùng với tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người. Vào cái thời điểm mà giao mùa thì cái thời tiết lúc này sẽ thay đổi chênh nhiệt trong ngày rất là lớn. Ví dụ ngay cả thời điểm như những ngày hôm nay thì nhiệt độ sẽ dao động từ 19 cho đến 32 độ. Như vậy là chênh nhiệt trong ngày rất là lớn. Ngoài ra thời tiết hanh khô thì sẽ làm cho cái bụi mịn ở trong không khí tăng cao. Và như bạn thấy thì cái điểm dự báo ô nhiễm môi trường của chúng ta luôn luôn ở cái ngưỡng rất là độc hại. Và như vậy thì với một cái đặc điểm là đường hô hấp trên là nơi mà có các cái tế bào lông trụ tiết chất nhầy có tác dụng là bảo vệ cơ thể, nhưng ở những cái đối tượng mà những em bé hoặc là những cái người lớn tuổi, cái sức đề kháng không tốt cộng với lại hoặc là cái hệ miễn dịch phát triển vẫn chưa đầy đủ thì cơ thể sẽ không thích ứng kịp thời với những cái yếu tố trong môi trường, và từ đó với những cái tác hại của không khí thì các cái bệnh lý này, các cái yếu tố miễn dịch sẽ không đáp ứng được và cơ thể sẽ rất là dễ nhiễm bệnh. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng cho biết có những mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân. Cụ thể, với sự gia tăng nồng độ bụi mịn PM2.5 thì trung bình mỗi năm có gần 1.100 ca nhập viện do bệnh tim mạch, gần 3.000 ca do bệnh hô hấp. Ghi nhận tại các bệnh viện, vào những tháng ô nhiễm không khí kéo dài, lượng bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tim mạch cũng có xu hướng tăng. Trong cái khói bụi mịn mà chúng ta hay nghe nói đến ấy, thì bản chất nó là các phân tử vô cơ hữu cơ và các vi sinh vật lơ lửng trong không khí mà nó sẽ rất dễ xâm nhập theo đường không khí vào các đường thở, đường tiêu thấp xâm nhập cả hang hốc tự nhiên của cơ thể. Như vậy càng nhỏ thì nó xâm nhập càng sâu, và nó bản chất nó cũng có tính chất lý hóa nên gây nên các cái yếu tố kích hoạt. Bản chất nó là gì? Nguyên xâm nhập cơ thể thì gây nên cái sự phản ứng của bảo vệ của cơ thể. Đó là cụ thể, nhẹ thì là hắt hơi sổ mũi, nặng thì sẽ ho kéo dài, mà nặng nữa thì nó những đối tượng nhạy cảm, đặc biệt như những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính có như tim mạch hay là các bệnh lý ác tính khác hay là bệnh phổi mãn tính, nó sẽ kích hoạt cái hệ thống gọi là chết theo chương trình của tế bào của động vật đa bào. Thì như vậy cơ thể con người là động vật đa bào, cho nên tại sao nó sẽ đẩy nhanh cái tiến độ chết theo chương trình, dẫn đến cái tình trạng bệnh diễn biến tăng nặng lên và có nguy cơ tử vong. Khi mà chúng ta hít phải bụi mịn này thì nó có khả năng đi sâu vào được đường hô hấp trực tiếp, thì nó ảnh hưởng đến viêm mắt, viêm mũi họng. Lâu dần khi mà lượng bụi mịn này tích tụ lại trong đường hô hấp, đặc biệt là các cái phế nang, phế quản nhỏ, thì nó gây nên các cái bệnh, một số các bệnh lý, bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn COPD, là các đợt cấp của hen phế quản.
Dự báo trong thời gian tới, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn có thể tiếp diễn và kéo dài nhiều ngày. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người rất nhạy cảm với bụi mịn như người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai nên hạn chế ra khỏi nhà, giảm các hoạt động thể lực ngoài môi trường. Khi tham gia giao thông hoặc làm những việc ngoài môi trường, mọi người nên sử dụng khẩu trang để hạn chế bụi mịn xâm nhập vào cơ thể.